Chào tất cả các bạn. Tiếp tục vấn đề 6, tính tích phân các hàm số vô tỉ. Hôm nay chúng ta đi qua câu MOP, NOP. Câu N như sau. Tính tích phân của Y đi từ 0 cho đến căn 2 chia 2 của căn 1 cộng x trên 1 rưỡi. Thì đối với bài này mình sẽ nhân cho tử với mẫu là 1 cộng x từ 0 đến căn 2 chia 2, đây sẽ là 1 trừ x nhân 1 cộng x, đây đây sẽ là 1 cộng x tất cả mũ 2. Thì mình sẽ tiếp tục y sẽ bằng là tích phân đi từ 0 đến căn 2 trên 2 thì tuyệt đối của 1 cộng x nghĩa là căn của 1 trừ x bình dx. Nhưng mà vì giờ x đi từ 0 cho đến b căn 2 trên 2 tức là x lớn hơn 0 nên ta bỏ tuyệt đối ra. Đây là 1 cộng x. Căn 1 trừ x bình đi. Bây giờ ta tách ra. Tách ra sẽ bằng phân đi từ 0 đến căn 2 chia 2 của 1 trên căn 1 trừ x bình rồi cộng cho x trên căn của 1 trừ x bình tất cả đi. Thì đây mình có thể làm hoặc là mình làm như thế này. Dx nên được cho rõ này. Phân tích phân từ 0 đến căn 2 trên 2 của x chia căn của 1 trừ x bình dx. Đây mình cho là bằng a cộng b này. Rồi mình tính a. A sẽ bằng tích phân từ 0 đến căn 2 trên 2 của 1 căn của 1 trừ x bình dx. Thì đối với cái tích phân này thì mình sẽ đặt x sẽ bằng cos t. Đây mình sẽ đổi cái cận x mình đi từ 0 đến căn 2 chia 2 thì t của mình sẽ bằng pi chia 2 cos của pi chia 2 t bằng 0. Như vậy t sẽ bằng mấy? T bằng 0 thì t sẽ bằng pi chia 2. Bởi vì cos pi chia 2 bằng 0. X bằng căn 2 trên 2 thì cos của pi chia 4 và bằng căn 2 chia 2 cho nên cho nên pi trên 4. Và chỗ này mình cho đi x chưa? Cos lấy đầu hàm là bằng trừ sin t dt. Như vậy A sẽ bằng
xong thì từ bi sinh hai đến bi sinh bốn của từ sinh t dt dưới đây là một trừ đi cos bình phương x ra cos bình phương t cos bình phương t thì bằng tích phân được từ bi trên 2 đến bi trên 4 của trừ sin t t căn của một trừ cos bình phương là sin bình phương t. Bằng tích phân được từ bi trên 2 đến bi trên 4 của trừ sin t dt dưới này là sin t nè vì x đi từ bi trên 2 đến bi trên 4 thì sin t nó lớn không cho nên mình bỏ ra thì nó vẫn là bi trên 2 sin t dt chia cho sin t bằng mình đảo cái cận 4 4 bi trên 4 đến bi trên 2 của dt mất cái dấu trừ sẽ bằng t từ bi trên 4 đến bi trên 2 bằng bi trên 2 trừ bi trên 4 bằng bi trên 4 đó là A. Còn B B là bằng tích phân đi từ 0 đến căn 2 chia 2 của x trên căn của 1 trừ x bình dx. Vì đối bài này mình sẽ đặt t là bằng căn t bằng căn của 1 trừ x bình. Mình chia ra t bình sẽ bằng 1 trừ x bình. Mình chia ra là 2t dt sẽ bằng trừ x đi trừ 2 đi. Thì cái số 2 với số 2 này mình bỏ đi. Như vậy x đi là bằng trừ t dt. Đây mình sẽ đổi cận x là t. X của mình đi từ 0 đến căn 2 chia 2. Thì t của mình nó sẽ đi từ đâu? X bằng 0 thì t căn của 1 là bằng 1. Khi nó bằng x bằng căn 2 trên 2 thì 1. Căn 2 trên 2 mũ 2 là 1 phần 2, 1 trừ 1 phần 2 thì mình căn ra thì nó cũng là căn 2 trên 2. Rồi như vậy B của mình sẽ bằng tích phân đi từ 1 đến căn 2 chia 2 x đi là bằng trừ t dt trên cho t thì nó là bằng tích phân đi từ 1 đến căn 2 chia 2 trừ dt trừ t 1 đến căn 2 chia 2 thì đây nó sẽ bằng 1 trừ căn 2 chia 2 đó, trừ của căn 2 chia 2 trừ 1 1 trừ căn 2 chia 2
Nhưng mà chấp thắng của mình, y của mình sẽ bằng bằng A cộng B. A của mình là bằng B chia 4. Cộng cho đây. Cộng cho 1 trừ căn 2 chia 2. Như vậy đó là câu A. À, câu N. Cho qua câu O. Là câu O nha. Wow. Câu A thích phân thì từ căn 2 đến 2 trên căn 3. Đi chứ bằng tích phân từ đi cực căn 2 2 lên căn 3 của đi trên x căn của x bình phương trừ 1. Thì đối với bài đây thì mình sẽ nhân x cho trên và nhân x cho dưới. Hai trên căn 3. Cho nên mình sẽ cần x nè. Dưới này là x bình. Căn x bình trừ 1. Rồi. Mình sẽ đặt t là bằng căn x bình trừ 1. Tương đương với t bình thì bằng x bình trừ 1. Tương đương với 2t dt bằng 2xd. T dt x đi. Rồi phải cho nên mình đổi tận. T x của mình đi từ căn 2 đến 2 trên căn 3 bằng 2 thì 2 2 mũ 2 là 4. 4 trừ 1 là bằng 3. Như vậy là nó sẽ ra là mình 2 trừ 1 là 1, 1 căn 1 là bằng 1. Còn x bình thường là 4 phần 3, 4 phần 3 và trừ 1 là bằng 1 phần 3, 1 phần 3 căn ra thì nó sẽ là bằng căn 3 chia 3 các bạn. Căn 3 chia 3. Rồi, thế bạn mình sẽ có y bằng. X bình phương này là bằng x bình phương là bằng t cộng 1 nhé. Tích phân đi từ 1 đến căn 3 chia 3. X dx là bằng t dt. X bình cho bằng t bình phương cộng 1. Chuyển này qua đi. X bình cho bằng t bình phương cộng 1. Rồi nhân cho các căn nữa là nhân cho t. T với t này bỏ.
1 trên căn 3 trên 3 của DT. T bình thường cộng 1. Cái đây thì mình đặt là T là bằng tan, nhưng mà đây mình làm nhanh luôn thì nó sẽ là bằng luôn, là bằng ạt tan, của T đi từ 1 đến căn 3 chia 3. Ạt tan của căn 3 chia 3 là bằng bi chia 6. Còn ạt tan của 1 là bi chia 4. Ngoài nó sẽ bằng trừ bi chia 12. Rồi, tôi qua câu B. Câu B. Y là bằng tích phân đi từ 1 đến 2 của dx trên x căn của x mũ 3 cộng 1. Thì đối bài này thì ta đặt T liền lập tức luôn. Đây mình bằng tiếp bước ha. Tích phân đi từ 1 đến 2. Mình nhân ra trên cho x mũ 2. Thì dưới là x mũ 2 và x là x mũ 3. Căn của x mũ 3 cộng 1. Đó. Mình đặt T là bằng căn của x mũ 3 cộng 1. Thì từ đây mình suy ra bình phương hai vế sẽ bằng x mũ 3 cộng 1. Mình lấy vi phân hai vế thì nó sẽ ra là 2t dt sẽ bằng 3x mũ 2 dx. Rồi mình suy ra là x mũ 2 dx sẽ bằng 2 phần 3 t dt. Chỗ này mình đổi cộng này x dt, x của mình đi từ 1 đến 2, như vậy t của mình sẽ đi từ đâu? Một thì mình thế vào thì sẽ là căn của 1 mũ 3 cộng 1 là căn 2. 2 là mũ 3 nên là 8 cộng 1 là 9. 9 căn đó là 3. Và đi từ căn 2 cho đến 3. Rồi mình sẽ có y sẽ bằng tích phân đi từ căn 2 đến 3. X bình phương đi sẽ bằng 2 phần 3 t dt. X mũ 3 là bằng, mình chuyển này qua đây là t mũ 2 trừ 1. Rồi nhân cho t. Như vậy nó sẽ bằng 2 phần 3 căn 2 đến 3. Cái T với cái T này bỏ đi. Một trên T trừ 1. T cộng 1. T. Nó sẽ bằng 2 phần 3 căn 2 trên 3. Chỗ đây mình sẽ làm 1 trên T trừ 1. Trừ 1 trên t cộng 1. Nhưng mà khi mình quy đồng lên thì nó sẽ t cộng 1 trừ cho t trừ 1, tức là trừ cho là thành ra 2.
Và chỗ này mình phải nhân cho số 2 chứ này. Dạ. Nhân cho số 2 thì nó sẽ bằng 1 phần 3 log t trừ 1 trừ log t cộng 1 cộng đi từ căn 2 đến 3 nên nó sẽ bằng 1 phần 3 log t trừ 1 trên t cộng 1 và cận đi từ căn 2 đến 3. Mình thế vào nó sẽ bằng 1 phần 3 3 trừ 1 bằng 2 3 cộng 1 bằng 4 mà 2 bằng 4 là log 1 phần 2 trừ cho log căn 2 trừ 1 trên căn 2 cộng 1 rồi. Các bạn thông minh, vấn đề 6 tính tích phân các hàm số vô tỉ phần phần 5 nha các bạn. Phần 5 ở đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các bạn. Trong quá trình làm clip chắc chắn sẽ không có sự thiếu sót. Nếu các bạn phát hiện ở chỗ nào sai sót, các bạn góp ý ở dưới phần bình luận để sửa đổi ngày càng hoàn thiện hơn nha các bạn. Chúng mình cùng cùng nhau góp sức để cho cuộc sống tốt đẹp hơn nha các bạn. Và xin chân ái chào tất cả các bạn và hẹn clip sau. Xin chào.